Và kính thưa quý vị, phái đoàn người Việt hải ngoại gặp Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Vào ngày thứ Năm 11 tháng 5 năm 2017, một phái đoàn cộng đồng người Việt hải ngoại đã gặp Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lúc 10 giờ sáng để trình bày những vấn đề liên quan đến Việt Nam. Phái đoàn gồm có bác sĩ Nguyễn Thế Bình thuộc tổ chức Vietnam for Progress, bác sĩ Võ Đình Hữu, chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Liên bang Hoa Kỳ, bác sĩ Lê Kiên, chủ tịch Liên hội người Việt Canada, ông Nguyễn Văn Bon và ông Nguyễn Thế Phong, chủ tịch và phó chủ tịch cộng đồng người Việt tự do Liên bang Úc Châu, đã tham dự cuộc gặp gỡ với các viên chức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Phái đoàn đã đến Bộ Ngoại giao và được ông Jonathan C. Turley, chánh sở đặc trách Việt Nam, niềm nở đón tiếp. Sau phần trao đổi giữa phái đoàn và các viên chức Bộ Ngoại giao, bác sĩ Võ Đình Hữu đã đúc kết với đề nghị yêu cầu Hoa Kỳ tạo áp lực với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thả các tù nhân lương tâm, chấm dứt đàn áp tôn giáo và phải tôn trọng nhân quyền. Yêu cầu Hoa Kỳ áp lực với Cộng sản Việt Nam bảo vệ môi trường và yêu cầu Hoa Kỳ ủng hộ công cuộc tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam. Buổi gặp gỡ chấm dứt lúc 11 giờ 15 và sau đó phái đoàn rời Bộ Ngoại giao di chuyển qua Quốc hội Hoa Kỳ để tham dự Ngày Nhân quyền cho Việt Nam lần thứ 23.